Xin chào các bác nha. Chiều nay buồn buồn đi ra tìm lại cái cây bồ đề hôm trước nhỏ nhỏ nhưng mà rất là đẹp ở đây thì không thấy còn nữa, chắc bán rồi. Xem có cây gì mới các bác nhé. Lâu lắm cũng chưa ra chợ, hơn tuần này rồi, bỏ mất 2 phiên rồi. Ổi ước lần lóc nóng nóng à. Ổi ước lần lóc. Đây có cái sung. Cái sung. Sung chắc là có quả rồi. Nhìn có vẻ già đấy. Chắc là có quả rồi. Sung trực. Có vẻ là có quả rồi đấy. Nhưng mà chưa thấy quả đâu. Hôm nay tôi đi làm ở chỗ cơ quan khách hàng có cái sung rất đẹp nhưng mà chả dám hỏi, chắc người ta không bán. Có quả chi chít ổi à, chán ổi quá, không phải chán mà ổi rồi, ổi đẹp thì lấy ổi thật là nít mà lấy cũng được nhưng mà nó tốn kém quá, mỗi cây một ít phá mà. Mất dành tiền chơi cây khác trước vào thì chắc cũng cục, chắc cục nên là hơi nặng đồ. Về chơi thì độc nhất rồi, chắc tôi chơi thì độc nhất rồi. Với cái hàng này thì không có tiền mình chơi những cái đồ nó đẳng cấp rồi đâu, mình nhìn cái đồ này thấy bình thường thôi con. Chứ cái này cho về cái chỗ tàu đẹp. Rồi, nên xa mùa này đang hoa. Nói chung là cũng buồn, chẳng muốn hỏi giá đấy, giá đấy khủng khiếp lắm. Đi vào thăm cây thôi. Thăm cây thôi. Thô quá, tỷ lệ cái tỷ lệ chiều cao này thì được, đoạn này thô quá, cắt đoạn này thô. Đấy. Này gỡ dây thép được rồi, đang bị ăn vào đây này. Đang bị ăn dây thép rồi, không gỡ nhanh ăn hết vào đây. Gỡ ra thì các bác cứ gỡ cẩn thận lần lần theo cái vòng nó, xong thì đoạn nào khó thì cắt nó đi quá, xong lại lần tiếp. Con này hay, sung hay, sung này bé nhưng có quả. Đấy, quả. Quả. Quả rồi. Sung mini, sung để bàn có quả. Quả này là quả thật luôn, không phải là ghép. Này rụng đầy này. Rụng đầy. Quả từ ngọn rơi xuống. Gốc cũng to đấy. Đấy, được. Chẳng được. Xin phép không hỏi giá, chỉ hỏi mấy cây mà tôi thích, tí nữa tôi sẽ hỏi. Nói chung là không phải là những cái cây nào mà mình thích thì chắc chắn là đắt tiền. Đây cái con này mới, lâu không ra mà lại thấy con này, nó chỉ mỗi con này mới ra tìm, ý đồ là tìm con bồ đề trắng ấy. Nó cũng chậu nó chỉ bằng này thôi, bẹt không thấy nữa, lâu không thấy bán được, nhưng mà lần này ra thì chắc bán được rồi. Tìm ở trong nhà thì không thấy. Này là hay đấy, có cái chậu cũng được.
chậu cổ được. Cổ không phải là cổ lắm nhưng mà hơi hướng cổ. Sẹo này hơi to, sẹo to quá. Chắc con này bán rồi tầm 2 tỷ. Tầm 2 tỷ. Quế nhìn như con yêu cầu cổ. Yêu cầu cổ. Ít nó nhổm đấy. Chân chiếc cái đồ ấy. Xem. Này không thấy cây nào đặc sắc mấy. Cái ne cái gì bình thường. Cái xung có quả. Ngoài siêu thịt. Sàn hương một chiếc vẫn còn đang có hoa. Cái này thì về chơi hoa, chơi hương thơm quá, chơi văn phòng. Cái này trồng trong phòng nó thơm, nó có mùi dịu dịu. Ôi nhiều quá rồi, có nhiều quá rồi. Quay chơi thì chả lấy, trừ khi lấy cây đẹp. Đẹp thì tôi chỉ lấy suốt này. Quay tí mà nắng vỡ mặt sắp nhất. Con mai chi thủy cá lớn ạ. Chi thủy cá lớn. Rất thủ cục. Đấy, bây giờ nặng lắm, không phải. Để biết gớm. Cậu cái tay này nó hoành, nó hơi đuôi một tí. Nắng quá, phải rút vào cái gốc cây này các bạn. Nắng lắm. Nhất. Đang hoàng. Vẫn còn đang hoàng. Như bảo 4 triệu hay mấy triệu. Và đây xem có cái gì ạ. Đấy cây à. Giờ thấy cây hoa mua. Cây hoa mua. Hôm trước có cây củ hoa mua cũng to. Củ này nó to hơn. Hoa mua rồi đó. Vướng không vào được. Và hoa mua phần thụ đấy, to đấy, rất to. Lâu năm lắm rồi, hoa mua lâu năm lắm rồi, nó vướng có vào quá. Đấy, đang nuôi 1, 2 và 4, 5 cái thân lên, 5 cái thân lên, cái thân khác cắt đi. Hơi gốc nó xùi ra. Gốc rất to. Đang đua mầm. Hoa mùa. Không biết mơm nữa, trên chợ có cây nào mới không. Mau xuất thịt. Mau xuất thịt trồng trồng cây. Cái hàng dài đẹp chưa. Con phách này nào. Lá lớn.
Đấy, cái chiếc hoành nó đuổi theo cái tán chậu, đuổi theo cái chậu, cái mép chậu đuổi đối với tán kia khá hợp lý. Cây mai này bao tiền cô? Cây mai này này 6 triệu. Còn hoa mua? Hoa mua? Hỏi giá. Hoa mua ơi. Cây hoa mua ơi. 3 triệu. Hoa mua 3 triệu. Hoa siêu thủy 6 triệu rồi. Chắc bớt được tí. Bao giá hợp lý nhỉ? So với cái chậu với lại cái thân này nó, tất nhiên là nó bất đắt nhưng mà chấp nhận được. Thì mua này 3 triệu thì cần quá. Mà mè khô á, khô này khô á, khô này khô quá. Rồi, hay là gọi lại các bác ở phiên chợ nha. Rất nhiều cây mà chẳng thấy ưng cây nào. Một con lộc vừng này mà to quá. Cậu ở trên là ác chiến ấy. Rồi, hẹn gặp lại các bác nha.